Các bạn đang nghe truyện Yếu gà như ta lại bị chính đạo Tôn làm vô thượng thánh ma trên kênh TV Audio CV. Chương 372. Bắt hồn 2. Lệnh bài lại được giao vào tay Hùng vô địch. Ngay lập tức Hùng vô địch bắt đầu tung chiêu, Ma Lôi giáng thế, Thần uy vô hạn, mây đen kéo đến, sấm sét hiện ra, trên người Hùng vô địch cũng theo đó lóe lên tia chớp, một tay nắm chặt lệnh bài, tia chớp cũng theo đó biến đổi trên lệnh bài. Tốt lão lý lại kêu lên một tiếng tốt nhưng rất tiếc không có phần sau diệu ly bên cạnh không khỏi hỏi sao vậy lý trưởng lão sao không tiếp tục giải thích nữa rồi lão lý nham hiểm tiếng lại gần diệu ly vài phần nói diệu trưởng lão khen ngợi và cổ vũ ngươi đều là nên làm những người khác thì thôi đi ngươi hiểu mà diệu ly đột nhiên nở nụ cười đôi mắt cười ra một phần trăng non nói lý trưởng lão nói có ẩn ý sao vậy ta nên hiểu gì lão lý lại tiến thêm một bước nói nên hiểu phong nguyệt hiểu tinh tú hiểu một đêm xuân về muôn hoa đua nhau nở rộ diệu ly cười càng vui hơn nhẹ giọng nói lý trưởng lão muốn hẹn ta sao lão lý cười hì hì nói phủ đệ có vài vò rượu ngon một bàn tiệc thịnh soạn còn mời diệu trưởng lão nhất định đến diệu ly liếm môi nói có rượu có thịt thì chẳng là gì quan trọng là sau khi ăn no uống say thì sao lão lý nghe tinh thần sảng khoái còn có tiếp theo thật sao đó tất nhiên là xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng rồi lão lý cười đến không thấy mắt diệu ly lại gật đầu nói ta nhất định đến lão lý lập tức phấn khích không nhịn được cười thành tiếng trương mạc cũng nhìn thấy cảnh tượng đồi trụy của hai người này chuyện gì vậy hai người này còn câu kết với nhau sao nhìn thế nào cũng không hợp thật có cảm giác như có kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Không quản được, trương mạc cũng lười quản. Tiếp tục nhìn về phía hùng vô địch bên này, chỉ nghe hùng vô địch hét lớn một tiếng. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sét đánh xuống. Nhưng dường như vị trí đánh không đúng lắm, trực tiếp đánh vào đầu to của hùng vô địch. Ngay sau đó, hùng vô địch toàn thân run rẩy trực tiếp ném lệnh bài ra ngoài, đập trúng ngay mặt lão cẩu. Ái chà, chết tiệt. Còn có ám khí, mây đen trên trời tan đi, Hùng vô địch trung rẫy đứng dậy nói, hôm nay uống hơi nhiều rồi, lỡ tay thôi. Tông chủ, để ta thử lại lần nữa, Trương Mạc vội vàng lên tiếng ngăn cản, được rồi, đủ rồi. Cút sang một bên. Để ngươi thử lại lần nữa, ngươi còn chém chết cả bản tông chủ mất, Trương Mạc bất lực nhìn lão cẩu một lúc rồi mới đứng dậy. Chuyện gì xảy ra vậy, lũ người này, trước khi theo bản tông chủ đều rất đáng tin trên bàn tiệc của Nguyệt Ma, đủ loại mưu trí, đầu óc đều rất nhanh nhạy. Sao ta có cảm giác sau khi theo bản tông chủ thì đều lộ nguyên hình vậy? Thôi, thôi. Tu vi cao cũng không chắc đã đáng tin, biết đâu còn phải dùng những thủ đoạn khác mới được. Lão Cẩu, ngươi thử xem nào. Dù sao cũng đến tay ngươi rồi, lão Cẩu cầm lệnh bài, vẻ mặt bất lực. Đây là đến tay hắn sao? Đây là ném thẳng vào mặt hắn nếu không phải bản trưởng lão đánh không lại tên gấu ngốc ngươi ta nhất định ném trả lại ngươi không thể cụ cụ tông chủ dù đạo ma kia trước khi sống có mạnh đến đâu sau khi chết cũng chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi nếu hắn thực sự rất lợi hại đã sớm hiện thân ra tay rồi bây giờ thì hoặc là trốn chui trốn nhủi không dám ra hoặc là đã sớm không còn nữa theo ta thấy thay vì ép buộc hắn ra mặt chi bằng cứ trực tiếp khống chế lệnh bài chỉ cần khống chế được lệnh bài, hắn chỉ là một tàn hồn, sống hay chết chẳng phải đều do chúng ta quyết định sao?" Lão Cẩu vẫn có chủ ý, Trương Mạc nghe xong gật đầu nói, "Nói hay lắm." "Nhưng làm sao để khống chế lệnh bài đây?" Lão Cẩu cười nói, "Thường thì đến cấp bậc bảo vật này, chắc chắn đều là nhỏ máu nhận chủ, hoặc là truyền nguyên khí vào." "Tông chủ, có chúng ta hộ pháp cho ngài, hắn dù là đạo ma cũng không dám làm gì." "Không bằng ngài trực tiếp ra tay." dùng vũ lực với hắn trương mạc hơi há miệng dùng vũ lực hắn cũng phải dùng được vũ lực chứ các ngươi đều tưởng bản tông chủ thật sự là cao thủ cảnh giới bá nguyên sao nhưng thực lực thật sự của bản tông chủ chỉ là võ cảnh nếu dùng vũ lực tàn hồn của đối phương vẫn còn chẳng phải là đưa thức ăn đến tận miệng sao không được không được quá không chắc chắn trương mạc xua tay nói dùng vũ lực không ổn nghĩ cách khác đi lão cẩu nghe vậy liền phe phẩy quạt nói hiểu rồi tông chủ vẫn muốn bảo toàn tàn hồn của đối phương à đã vậy chi bằng chúng ta tìm người đến thử lý trưởng lão ngài có muốn thử một chút hay không lão lý nghe tiếng liền kêu lên không được đâu thực lực của ta không chịu nổi tàn hồn của đạo ma tông chủ à dù sao cũng là nhỏ máu nhận chủ chi bằng tìm một con heo đến thử nếu nhận chủ thành công thì khống chế con heo để ép tàn hồn nếu không thành công tàn hồn phản vệ thì giết con heo là được ý kiến của lão lý vừa đưa ra mắt mọi người sáng lên ý kiến hay quá lý trưởng lão kẻ ngu cũng có lúc đúng vậy còn chờ gì nữa dắt heo ra đây bản tông chủ cảm thấy mình bị bệnh rồi triệu chứng có ba thứ nhất có chứng sợ vật to sợ thằng ngốc to xác thằng khốn thứ hai có chứng sợ bóng đêm Sợ tắt đèn Thứ ba, chứng sợ đám đông Sợ những kẻ có nhiều tâm địa Trích từ chương 357 Nhật ký của ta Thiên địa vô thượng thánh ma Trương ma thần Một lát sau Lợn đến rồi, tránh ra, tránh ra Không lâu sau, lý trưởng lão dắt con lợn vẻ mặt tươi cười chạy vào Con lợn trắng héo Nhìn vào thấy béo tốt Nghĩ đến con lợn dễ thương như vậy Lát nữa sẽ bị cắt tiết Mấy vị trưởng lão có mặt ở đó, kể cả tông chủ, nước mắt không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng. Nhìn này, cả hai con lợn đều đến rồi, lão cẩu trêu chọc một câu. Lý trưởng lão nhất thời chưa kịp phản ứng. Đâu có hai con, chỉ có một con này thôi. Con lợn ngon thực sự, được mang từ tượng quận đến, lợn bình thường không thể lớn đến mức này. Hơn nữa còn ngon, đặc biệt ngon. Chết tiệt, lão cẩu vừa rồi ngươi mắng ta đúng không? đợi đấy, ngươi đừng ăn nữa. Trương Đại Tông Chủ vừa nghe nói con lợn này ngon, lập tức thèm ăn. Nhanh lên, Trương Mạc nói còn chờ gì nữa, cắt tiếp đi, nhanh lên. Lấy thêm một cái nồi nữa, không cần mấy người tiến lên, những người có mặt ở đây đều là đại ma đầu có thực lực mạnh mẽ, đối phó với một con lợn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lão Lý trực tiếp biểu diễn cho mọi người một màn khống hồn, trực tiếp khiến con lợn béo nằm tự giác trên ghế dài, sau đó hai chân lợn kẹp lấy con dao, đâm phập một tiếng vào cổ họng của mình. Một loạt thao tác như nước chảy mây trôi, ngay cả người giết lợn nhìn thấy cũng phải quỳ xuống bái sư. Lợn nhìn thấy cũng phải nói một tiếng tuyệt vời, hoa, máu lợn chảy ra, sau đó Trương Đại Tông chủ liền ném hư vô thần lệnh vào trong. Mọi người vây quanh nhìn, đột nhiên cảm thấy không ổn. "Đợi đã, lão Lý này, ta có một câu hỏi." Người nói nhỏ máu nhận chủ, nếu lợn chết thì nhận thế nào, có lý đấy, tông chủ. Chết tiệt, cắt tiết nhiều quá rồi, nhanh cứu lợn, vài vị đại ma đầu có mặt ở đó vội vàng giúp lợn cầm máu, còn cho lợn ăn một viên đan dược, mới cứu được mạng nhỏ của con lợn này, lợn thì vẫn ngơ ngác như thường. Hư vô thần lệnh trong nồi thì hoàn toàn bị máu lợn ngâm ướt. Mọi người đứng bên cạnh nhìn con lợn như những kẻ ngốc, chờ một lúc lâu, cũng không thấy có gì khác biệt thần bảo nhận chủ không phải nên có một thứ gì đó sáng lên sao đúng vậy ít nhiều cũng phải có chút động tĩnh chứ lý trưởng lão người khống chế hồn lợn xem thử xem có nhận chủ thành công không sách ngâm đỏ lệnh bài rồi lão lý nhíu mày tiếp tục khống chế hồn nói thật thì bây giờ lão lý có hơi hối hận rồi mình đúng là đồ lắm mồm nhắc đến cái phương pháp dùng lợn để thử nghiệm làm gì bây giờ thì hay rồi mình còn phải bị ép khống chế hồn lợn đi cảm nhận ký ức của lợn thật là kinh tởm chết đi được một lát sau lão lý đáp không có phản ứng gì cả xem ra là nhỏ máu nhận chủ không thành công rồi có phải là do máu không đủ không dù sao thì máu heo và máu người cũng khác nhau mà có lý đấy máu chó đen dùng để trừ tà mà chắc chắn là khác với máu người mọi người đều bàn tán xôn xao trương mặt vung tay nói vậy thì tiếp tục nhỏ máu đi vâng tông chủ ngay lập tức con heo béo vừa mới sống lại lại bị đâm một nhát dao nhỏ máu gần đủ rồi tiếp tục cầm máu và uống thuốc có lẽ con heo này cũng không biết rằng mình có thể chảy ra nhiều máu như vậy không biết nó có cảm thấy tự hào không đám người trương mạc tiếp tục chờ đợi một lát sau không thể chờ thêm được nữa trương mạc vẫy tay nói dương sở đi lấy ít nước đá và muối à còn cả lò sưởi nữa vâng dương sở tuy không hiểu nhưng vẫn đi lại qua một lúc vẫn không thể nhận chủ thành công nhưng không sao các vị đại lão của thiên ma tông đã vây quanh cái nồi mỗi người một bát bắt đầu ăn tiết canh thêm nước thêm nước nữa lấy ít rau xanh nào tông chủ thử mấy lần rồi mà không được xem ra nhỏ máu nhận chủ không có tác dụng rồi trương mạc gật đầu nói vậy thì đổi cách khác đi ai đó hùng vô địch Giết con heo đi. Ta nếm thử thịt heo, vân, tông chủ, hùng vô địch cầm dao đứng dậy. Con heo béo nằm trên ghế dài thì chảy ra một giọt nước mắt long lanh. Bị hành hạ mấy lần, lần này cuối cùng cũng được giải thoát thật rồi. Nếu nó cũng biết tuyệt kỹ truy hồn ấn, thì cũng phải cho mỗi người ở đây một phát. Thịt heo tươi cho vào nồi, rau xanh nhúng chín, lúc này mới có không khí ăn lẩu. Nhìn hùng vô địch thì biết ngay là đồ tể rồi cắt heo thành từng miếng rất thành thạo. Trương Mạc vừa ăn vừa khen con heo này ngon đấy, đặc sản của tượng quận phải không? Đặc sản của Ninh quận là quặng, đặc sản của tượng quận là heo. Vậy đặc sản của Thanh quận chúng ta là gì? Hôm nay nghe được một câu chuyện cười. Quá buồn cười, bản tông chủ nhất định phải ghi chép lại. Câu chuyện cười này như thế này, ngày xưa, có một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sau đó thì... Chờ một lát nữa rồi viết tiếp, món sườn lớn đến rồi, bản tông chủ phải ăn cơm trước đã. Trích từ chương 6490, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Lão Lý cười đáp đặc sản của thanh quận chúng ta là biến thái, tông chủ, trương mạc lập tức bị nghẹn, hình như tên nhóc này nói rất có lý, nhưng bản tông chủ rất không vui. Hư vô thần lệnh liên tục nổi lên trong nồi. Trương Mạc nhìn một lúc rồi nói xem ra nước và lửa cũng không thể khiến nó bộc lộ năng lực các ngươi vừa nói còn cách nào nữa không truyền vào nguyên khí tông chủ đúng vậy bây giờ xem ra chỉ còn cách truyền vào nguyên khí thôi đúng vậy giờ xem ra chỉ còn cách truyền nguyên khí này thôi theo tình hình hiện tại có lẽ là tàn hồn của đạo ma đã tiêu tan rồi nghe mọi người phán đoán trong lòng trương mạc hơi yên tâm một chút nghĩ mà xem nếu hắn là tàn hồn của đạo ma thì lại bị máu heo làm nhục lại bị cho vào nồi luộc chắc chắn sẽ nổi giận ngay không xuất hiện, chắc là thật sự không còn nữa rồi. Nghĩ vậy, Trương Mạc cũng mạnh dạn kẹp lệnh bài ra khỏi nồi. Thử xem sao, Trương Ma nói. Các trưởng lão khác cũng gật đầu. Trương Ma hít một hơi thật sâu, tay cầm lệnh bài, bắt đầu truyền nguyên khí vào bên trong. Uống, Trương Mạc lập tức dùng toàn bộ nguyên khí vào lệnh bài. Ngay lập tức, lệnh bài bắt đầu sáng lên. Các trưởng lão đều buông bát đũa, chăm chú theo dõi động tác của trương ma sau đó mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu trong lòng thầm khen ngợi tông chủ quả nhiên cẩn thận từng chút một giải phóng nguyên khí ừng nguyên khí của tông chủ thực sự có chút cảm giác chính đạo ngụy trang thật tốt tông chủ kiểm soát lực lượng thật hoàn hảo nguyên khí còn có thể nén lại thành kích thước của võ cảnh thật lợi hại công pháp của tông chủ sao lại không nhìn ra rốt cuộc là ma công gì một chút dấu vết của ma công thông thường cũng không có thật kỳ diệu dần dần trương ma cảm thấy nguyên khí của mình đã thâm nhập vào khoảng một nửa hư vô thần lệnh lệnh bài hỏng này cho hắn cảm giác bên trong giống như có vô số bùn đất cản trở nguyên khí của hắn tiến lên tốn rất nhiều sức lực từng chút một phá vỡ cuối cùng nguyên khí đã bao phủ toàn bộ lệnh bài cũng không cảm thấy có gì khác biệt cái quái gì vậy thứ này không thể nhận chủ sao cũng chẳng cảm thấy có khả năng gì cả cho dù cho một khả năng lao mông cũng được bảo vật chó má lúc này trong hư vô thần lệnh đạo ma có lời muốn nói trương đại ma đầu đáng ghét nhưng lúc bổn tôn hiện tại mất hết lực lượng không có khả năng phản kháng vậy mà lại nhục mạ bổn tôn như vậy trước dùng ma nguyên muốn bắt bổn tôn đáng tiếc bổn tôn di chuyển linh hoạt né tránh rất điệu nghệ hắn không thể bắt được tàn hồn của bổn tôn sau đó lại còn dùng ma lôi để đánh bổn tôn ha ha đáng tiếc bổn tôn cũng không sợ ma lôi sấm sét chỉ khiến ta đau đớn chứ không khuất phục ta tưởng như vậy là có thể qua mặt được họ rồi không ngờ nhỉ không ngờ nhỉ đáng chết tên trương đại ma đầu này lại nhét bản tôn vào trong tiết canh còn ngâm còn dùng nước luộc luộc đến nỗi bản tôn toàn mùi lẩu có thể chịu đựng được không đây thật sự có thể chịu đựng được không đây bản tôn bây giờ sẽ nói cho thế nhân biết cái này tất nhiên là có thể chịu đựng được hu 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 không còn cách nào khác lúc này mà dám ra ngoài thì chắc chắn là chết chắc rồi hãy nhìn xem đám quái vật kỳ dị bên ngoài kia một đứa toàn thân lông lá có thể điều khiển sấm sét một đứa trông thì giống con gái nhưng bản tôn chỉ nhìn một cái là biết ngay là đàn ông biến thái còn một đứa thì yếu đến nỗi sắp chết một đứa thì trên tay có nhiều mắt hơn cả chân rết một đứa thì là chó hoang thành tinh cuối cùng cộng thêm tên trương đại ma đầu vô liêm sĩ nữa chỉ cần đám người này tồn tại bản tôn mà lòi đầu ra thì chắc chắn là vạn kiếp bất phục rồi may quá pháp môn ẩn thân của bản tôn đủ cao minh trong hư vô thần lệnh vừa vặn có một góc đủ để ẩn hồn chứa phách bản tôn đã lừa được tất cả bọn chúng trương đại ma đầu cũng tưởng rằng bản tôn đã không còn nữa ha ha trương đại ma đầu đã phóng chân khí vào rồi để hắn dò cứ dò đi dù sao hắn cũng không dò ra được tác dụng thực sự của lệnh bài này là gì phóng thêm chân khí nữa đi cứ phóng điên cuồng vào đợi chút nữa bản tôn sẽ nuốt chững ma nguyên của ngươi dùng để phục hồi bản thân ngươi phóng càng nhiều bản tôn sẽ nuốt càng nhiều trương đại ma đầu cho dù ngươi có thần cơ diệu toán đến đâu thì hôm nay cũng phải bị bản tôn trắng xé mất một phần chân khí còn ngươi lại tưởng rằng chỉ là năng lực nuốt chân khí của lệnh bài đến rồi đến rồi chân khí đến rồi nhưng sao lại ít thế này hừ hừ trương đại ma đầu ngươi lại chỉ dám phóng chân khí của võ cảnh ra để thăm dò thật hèn nhát thôi kệ đến đi đến hết trước mặt ta đi để ta nuốt chửng ái chà chết tiệt trương đại ma đầu ngươi lại phóng chân khí của chính đạo chứ không phải ma nguyên bản tôn lại bị ngươi hãm hại rồi đau quá á à, bỗng nhiên hư vô thần lệnh trong tay trương mạc đột nhiên rung lên trương mạc đột nhiên cảm thấy chân khí mình truyền vào bị đứt đoạn hử lòng bàn tay của trương mạc cũng rung lên theo những người khác ở bên cạnh lần lượt hỏi sao vậy tông chủ tông chủ có phải đã nhận chủ thành công rồi không tông chủ thần bảo này rốt cuộc có tác dụng gì vậy tông chủ ngài đã phát hiện ra điều gì trương mạc dừng lại một chút nói chân khí đột nhiên bị hút mất rồi nghe vậy hùng vô địch vỗ đùi nói cồ xem ra lệnh bài này bị tổn hại nghiêm trọng rồi cần phải bổ sung năng lượng mới có thể phát huy được thần uy đúng vậy có lý đúng là như vậy rồi tông chủ xem ra ngài phải mang theo bên mình trong thời gian dài từ từ bồi dưỡng rồi mọi người lần lượt gật đầu cảm thấy dường như đã biết được sự thật mặc dù tạm thời không thể biết được tác dụng của thần bảo rốt cuộc là gì nhưng mọi người đều công nhận rằng thần bảo chắc chắn đã mất đi lực lượng thật sao trương mạc cũng không chắc chắn nhưng mọi người đều nói vậy hắn cũng chỉ có thể tin trong số những người có mặt ai cũng có tu vi cao hơn hắn nếu họ đã nói vậy thì hẳn là không lừa hắn ánh mắt trương mạc lướt qua mọi người mặc dù vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng cũng chỉ có thể như vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi." Trương Mạc vẫy tay, ra hiệu mọi người có thể cút đi, đừng tranh thịt với hắn. Mọi người lần lượt rời đi, lão lý vẫn đang nháy mắt với Diệu Ly, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn có gian tình. Trương Mạc tự mình cầm lệnh bài bằng một tay, tay còn lại tiếp tục gấp thịt. Hư hỏng rồi. Bổ sung lực lượng. Cái này ta phải bổ sung đến bao giờ đây? Chỉ với chút tu vi này của ta, e là đến năm tháng nào mới có thể bổ sung đầy đủ thần bảo chó má gì e là còn khó chơi hơn cả nữ tử trương mạc có chút thất vọng không được sau này sẽ hiến tế cái này cho ma thần ăn một viên đan dược trương mạc đã khôi phục lại một chút nguyên khí của mình ừm không lâu sau trương mạc đột nhiên phát hiện ra rằng sau khi nguyên khí của mình phục hồi đầy đủ dường như có thêm một chút giống như một cái thùng đựng đầy nước đột nhiên lớn hơn một chút không ổn rồi bản tông chủ không phải là phế vật sao nói lý thì không thể tiếp tục tu luyện mới đúng sao bây giờ đột nhiên trương mạc buông đũa nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay mở to mắt đợi đã trên sách có nói bảo vật thần hỏa thần đan nếu có một trong ba thứ này thì có thể nâng cao tư chất xem ra bảo vật vẫn có tác dụng trương mạc lập tức vui mừng không nói gì khác chỉ dựa vào điểm có thể nâng cao tư chất này trương mạc phải giữ lại nó bảo bối thơm quá trương mạc tiến lên hôn một cái sau đó nhét thẳng vào trong áo một thứ tốt như vậy tất nhiên phải bảo quản cẩn thận sau này dù có ngủ bản tông chủ cũng sẽ mang theo ngươi ha 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 bên trong hư vô thần lệnh ta gọi đạo ma không phải gà ma càng không phải là gà con ma trương đại ma đầu ta ít bởi vì ngôn từ quá kịch liệt nơi đây tạm mất âm bản tôn rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng phạm bao nhiêu tội lỗi mới bị phạt gặp phải trương đại ma đầu hắn là người sao hắn chẳng phải là người hắn đường đường một đại ma đầu thế mà dùng thuần nguyên chi khí của chính đạo để làm tổn thương ta hắn biết rõ ta là ma tu hắn là cố ý bắt nạt ta bây giờ vô lực không thể phản kháng trương đại ma đầu ức hiếp ta làm nhục ta quá đáng ta hận trương đại ma đầu dường như còn phát hiện ra một phần công dụng của hư vô thần lệnh mặc dù không biết hắn phát hiện ra phần nào nhưng hắn lại ghê tởm ta lại vô cùng phấn khích chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó hy vọng không phải là năng lực mạnh nhất của hư vô thần lệnh nếu không bản tôn sẽ chết không thể nghi ngờ quá đáng quá vô nhân đạo chẳng lẽ hắn còn muốn ngày ngày đánh đập bản tôn sao bản tôn sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ khiến hắn trả giá gấp 10, gấp trăm lần ngươi chờ đó trương đại ma đầu bản tôn sẽ dùng mộng hành pháp đoạt xá pháp các loại pháp giết chết ngươi bản tôn tại đây lập lời thề không giết trương đại ma đầu thề không làm người nếu bản tôn đời này giết không được trương đại ma đầu bản tôn tình nguyện bị ma thần trừng phạt thân chịu vạn kiếp đau khổ ôi chao ôi chao quăng lên rồi thật sự quăng lên rồi trương đại ma đầu ta ít 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 nhân gian nào có chân tình. Chỉ cần là trai đẹp người người đều yêu. Nếu không phải bổn tông chủ uy danh lẫy lừng. Trấn giữ một đám biến thái trong tông môn. Nếu không thì trai đẹp toàn thành đã sớm bị hại. than ôi, quên mất tình yêu. Trích từ chương 1502, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Ngày hôm sau, trong thiên ma tông một mảnh thái bình. Trương tông chủ đại nhân hiếm khi dậy sớm, không phải nói hôm nay có chuyện gì quan trọng phải dậy sớm hoàn toàn là do nhét một tấm lệnh bài vào trong quần áo buổi tối thực sự hơi cộn dù sao cũng đã dậy rồi không bằng ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo tiệc năm nay lớn hơn nhiều so với mọi năm không biết từ lúc nào thiên ma tông cũng đã phát triển thành một thế lực khổng lồ thực sự trương mạc đi đến phủ quận thủ quả thực ngoài một số trưởng lão cũ của thiên ma tông ra những ma tu khác hắn đều không quen một ai mặc dù họ nhìn thấy trương mạc đều cúi đầu hành lễ run rẩy cung kính nói tông chủ nhưng trương mạc nhìn họ lại thực sự không gọi được tên chỉ có thể gọi một tiếng ai kia bảo nhà bếp làm cho bổn tông chủ chút đồ ăn sáng dương sở đâu vâng tông chủ dương đại trưởng lão đang ở tiền viện giảng đạo cho mọi người trương mạc nghe xong cao mày với chút tu vi của dương sở mà cũng giảng đạo cho mọi người sao chuyện này đổi thành hùng vô địch thì không được sao nhanh chân đến tiền viện còn chưa đi đến gần trương mạc đã thấy một đám người có mặt mũi của thiên ma tông ngồi trên ghế đẩu nhỏ nghe dương sở giảng bài trong số những người có mặt có rất nhiều gương mặt quen thuộc xem ra ít nhất cũng là đại chấp sự trở lên còn có các đại đường chủ tổng đường chủ và thống lĩnh ma binh tổng tuần tra một đám ma tu nghe có vẻ khá thích thú đều cầm sổ tay ghi chép tóm lại càng là ma đạo càng phải tăng cường tinh thần chỉ đạo chúng ta có một số chấp sự ý chí không kiên định thủ đoạn hèn hạ mất mặt từ việc ăn trộm gà mái nhà người ta đến việc ăn trộm mẹ già nhà người ta chuyện gì cũng làm điều này có được không bắt được phải lột da bắt nó để trứng tại chỗ cho ta thiên ma tông chúng ta là nơi nào có phải là ma tông bình thường không các ngươi đã lĩnh hội được tinh thần của tông chủ chưa các vị có mặt ở đây sau này từng người một đều sẽ trở thành đại ma đầu có chút liêm sĩ được không còn đi ăn trộm đồ của bách tính cướp lương thực của bách tính ta khinh mất mặt câu nói xưa nói thế nào muốn cướp thì cướp hoàng cương muốn chơi gái thì chơi hoàng hậu đây mới là đại ma đầu gần đây tông môn chúng ta xử lý nghiêm khắc hành vi trộm cắp mọi người phải gương mẫu dương sở nói xong đám ma tu có mặt vỗ tay rầm rầm một lúc sau tiếng vỗ tay như sấm động mọi người nghe xong đều gật đầu lia lịa trương mạc hơi há miệng ồ hóa ra là giảng về đạo trộm cắp người sớm nói là giảng về đạo trộm cắp thì chẳng phải xong rồi sao chẳng có ý nghĩa gì cả trương mạc mới lười nghe những chuyện vặt vãnh này quay người đi tìm lão cẩu thư lâu ở viện phụ đây là nơi làm việc của lão cẩu nói chung nơi này sẽ không có quá nhiều người Thiên Ma Tông hiện tại truyền tin chia làm ba loại, thứ nhất là người đưa, tức là phi ngựa truyền tin. Thứ hai là hắc ưng đưa thư. Tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa. Thứ ba là ám tính, sẽ được đưa đến đây bằng nhiều cách khác nhau, tốc độ không rõ. Sau đó, lão cẩu và thuộc hạ sẽ tổng hợp, phân loại, lấy ra những tin tức quan trọng, rồi báo cáo lại cho dương sở hoặc trương mạc. Trương Đại Tông chủ thường không đến đây hôm nay hiếm khi đến một chuyến, vừa liếc mắt đã thấy lão cẩu vừa ngoáy chân vừa dùng giấy thấm mũi. Bên cạnh còn có ba bốn ma tu hầu hạ hắn, vừa bóc chân, vừa đấm lưng. Chó chết này sướng thật, lão cẩu, trương mạc hét lên một tiếng, lão cẩu lập tức giật mình. Dày cũng không đi, vội vàng đứng dậy tông chủ, sao ngài lại đến đây, trương mạc đáp ta không đến thì làm sao biết, ngươi làm việc ghê tởm như vậy. Tránh xa ta ra, ngươi ngoáy chân chưa rửa tay. Những ma tu khác xung quanh đều quỳ xuống, Trương Mạc vung tay, bảo bọn họ cút hết đi. Lão Cẩu cười nhạt, chỉ là một chút sở thích nhỏ của cá nhân thôi, tông chủ chẳng phải cũng. Câm miệng cho ta, ta có thể giống ngươi sao? Ta kia là. Quấy chân có tính phê phán. Trương Mạc giải thích một cách miễn cưỡng. Lão Cẩu lập tức vỗ tay, nói phê phán hay lắm, tông chủ, ít nói nhảm thôi, gần đây có tin tức gì không? Trương Mạc dứt khoát ngồi xuống lão cẩu lập tức đáp có có tin tức hồn tông và nguyên môn đều bắt đầu điều động quân đội cái gì trương mạc nghe xong suýt nhảy dựng lên lão cẩu vội vàng tiếp tục nói không phải đến đánh chúng ta hai bên nhân mã tập trung tử chiến xem ra là sắp có một trận lớn rồi trương mạc hơi bình tĩnh lại trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ của mình sau đó nói quyết chiến sao hay chỉ là chiến tranh cục bộ thôi hôm nay xin chia sẻ với các thiếu niên hay tò mò đọc trộm nhật ký một mẹo nhỏ để bay lên. Ngươi dẫm chân trái lên chân phải. Sau đó dẫm chân phải lên chân trái. Lặp lại liên tục, không ngừng, tăng lực điên cuồng. Cố gắng dẫm cho tới sao hỏa. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ đau tới mức bay lên, không cần cảm ơn. Trích từ chương 2884, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần lão cẩu nghĩ nghĩ rồi nói không dễ nói dựa theo tin tức có được hiện tại thì tông chủ hồn tông vẫn đang bế quan môn chủ nguyên môn cũng không xuất hiện ở tuyến đầu trương mạc cười nói không phải quyết chiến là tốt rồi thôi cứ để họ từ từ đánh đánh bao nhiêu năm cũng được lão cẩu cũng cười nói đúng vậy tông chủ chúng ta hiện tại đang phát triển mạnh mẽ nhân tài của giang nam lục quận cũng đang trong quá trình thu nạp cho chúng ta thêm 3 năm nữa, chúng ta chắc chắn có thể đứng vững gót chân. Không nói đến việc một địch hai, ít nhất một đấu một cũng không rơi vào thế hạ phong. Trương Mạc gật đầu nói được, tiếp tục cố gắng. Bản tông chủ trông cậy vào các ngươi. Còn tin tức gì nữa không? Lão Cẩu nhíu mày nói có, Hắc Bào bị thương rồi. Lần này hình như bị thương khá nặng. Ngài xem, có nên điều hắn trở về không? Trương Mạc kinh ngạc nói bị thương rồi sao? thương thế gì. Không thể chữa được sao, lão cẩu lập tức lật thư ra nói hỏa độc, hiện tại đã sắp thương đến tủy xương rồi. Muốn chữa thì cần đến đan dược hoặc bảo vật có hàng tính cực mạnh, phải là linh bảo trở lên. Ta đang cho thủ hạ đi tìm, nhưng sợ là nhất thời không tìm được. Trương Mạc nghe vậy lập tức nói bản tông chủ ở đây không còn một viên vạn niên hàng xương châu sao. Ngươi phái người đưa cho hắn. Có thể chữa thì chữa, nếu không chữa được thì trở về đi phí công nhọc sức cũng không còn cách nào khác lão cẩu kinh hô tông chủ thật là độ lượng có một viên vạn niên hàng sương châu hắc bào đảm bảo vô sự hắn hiện tại sắp trà trộn vào nội bộ nguyên môn rồi nửa đường đứt gánh thì thật đáng tiếc đúng không vậy thì đưa cho hắn đi trương mạc thì không để ý vạn niên hàng sương châu trong tay hắn cũng chỉ là đồ chơi mùa hè mà thôi ngoài việc có thể tỏa ra chút hàng khí, hắn cũng không biết dùng làm gì. Hắc bào cần, cứ lấy đi. Bản tông chủ chưa bao giờ keo kiệt, ta thay mặt hắc bào đa tạ tông chủ, lão cẩu vội vàng cúi người hành lễ. Đồng thời lão cẩu trong lòng thầm lẩm bẩm hắc bào à hắc bào. Linh bảo lão cẩu ta đã hứa với ngươi, rốt cuộc cũng kiếm được cho ngươi rồi. Hắc hắc, ngươi nhất định phải chống đỡ cho ta. Công lao to lớn của chúng ta, có lẽ chỉ trông chờ vào ngươi lúc đó thôi còn chuyện gì nữa không trương mạc tiếp tục hỏi lão cẩu vội vàng lục tung bàn cuối cùng lại lấy ra một tờ giấy nói tông chủ viên thịt muốn về dự tiệc hay là để hắn vận chuyển một ít đồ về trước đi trương mạc lúc này mới nhớ ra mình để viên thịt ở ninh quận tiếp tục đào bảo vật đã gần nửa năm rồi từ sau khi núi lửa lạc thần nổ Trương Mạc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đào thêm một ít đá quý từ phủ đạo ma đã nổ tung về. Đặc biệt là những viên đá quý có thể kết hợp với gương để phóng ra bức màn sáng. Cũng như cách thức ngưng tụ bức màn sáng thành ma ấn. Đây đều là những thứ mà Trương Mạc rất muốn có. Còn đồ vật khác, khẳng định trong phủ đệ hư cảnh cũng có không thiếu. Không đề cập tới thì thôi, nói ra thì di vật của Kim Một Bạch và Tà Tâm khẳng định ở bên trong. Nếu có thể móc, chẳng phải sẽ đại phát tài, vì vậy, Trương Mạc đã để viên thịt dẫn người đào tại chỗ. Hiệu quả đến nay như thế nào, hắn vẫn chưa biết. Đào được gì rồi không, Trương Mạc hỏi. Lão cẩu đáp có, viên thịt nói đào được một số loại đá đặc biệt đen xì, không biết có phải là đá quý mà ngài cần không. Về phần ma ấn, bức màn sáng các loại, viên thịt cũng đào được mấy bức tường nguyên vẹn có gắn đá quý, định mang về cho ngài nghiên cứu. Chỉ có điều những thứ khác viên thịt nói dung nham quá nhiều hắn không chui vào được không phải hắn sợ chết chỉ là mở quá nhiều trương mạc gật đầu nói được rồi để hắn về dự tiệc viết cho trần tiểu tiểu một lá thư để trần tiểu tiểu đi trông coi dù sao trần tiểu tiểu cũng không thích dự tiệc nhớ bảo viên thịt vận chuyển nguyên vẹn những thứ đào được về cho bổn tông chủ nếu không ta sẽ biến hắn thành trứng thịt vâng tông chủ lão cẩu cười nói không còn chuyện gì khác nữa chứ, Trương Mạc đứng dậy nói. Tạm thời không có, công chủ đi thông thả, lão cẩu nịnh bợ tiễn Trương Mạc đi, sau đó tiếp tục gọi người đến mát xa, tiếp tục ngoáy chân. Cẩu gia, ngài vừa báo cáo thật tuyệt vời, cẩu gia, vừa rồi ngài thật là tư duy nhanh nhạy, ăn nói lưu loát, đúng vậy, cẩu gia, ngài chỉ cần nhắc nhẹ một câu, bảo vật của hắc bào trưởng lão đã được chuẩn bị xong, thật là thần kỳ, tội nghiệp cho công chủ, còn tưởng Hắc Bào trưởng lão sắp chết rồi chứ. Nghe vậy, lão cẩu đột nhiên nhìn về phía Ma Tu lên tiếng cuối cùng, rồi từng chữ từng chữ nói Hắc Bào trưởng lão chính là sắp chết rồi. Bổn trưởng lão giúp hắn đòi bảo vật, là bổn phận. Tông chủ nguyện ý cho, là đại lượng vô biên. Lão cẩu trực tiếp nhìn Ma Tu này đến đổi tráng đổ mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay nói kẻ ngu không biết nói, kéo xuống, xử lý đi một đám người trực tiếp tiến lên lôi tên ma tu này đi, một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Một ma tu không biết nói, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lão cẩu nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói làm việc ở bổn tông, phải cẩn thận đấy, tất cả các ma tu khác đều đồng thanh đáp. Rời khỏi thư lâu, trương mặt khoanh tay sau lưng, tiếp tục đi loanh quanh trong phủ quận thủ. Tiếp theo, hắn định đi đến võ trường xem thử, hình như hùng vô địch gần đây đều ở đó phải nói là tên hùng vô địch này trong đám ma tu còn có chút sức hút vốn dĩ trong thiên ma tông có nhiều lão nhân rất coi thường hùng vô địch diệu ly bọn họ kết quả là khi hùng vô địch xuất hiện hắn lại sẵn sàng huấn luyện giảng dạy ma công cho ma tu lập tức thu hút được nhiều lão nhân trong thiên ma tông không mất nhiều thời gian hắn đã hòa nhập với mọi người đi đến đâu hiện tại các ma tu trong thiên ma tông đều cung kính gọi hắn một tiếng hùng gia quả thực có chút bản lĩnh. So sánh ra thì Diệu Ly kém xa. Nhưng may là Diệu Ly là ma tu nữ, mọi người thấy nàng ta đẹp nên cũng chẳng nói gì. Đúng là thời buổi này, đẹp trai, xinh gái chính là chân lý. Bổn tông chủ đã sớm nhận ra điều này, bởi vì bổn tông chủ chính là dựa vào nhan sắc mới làm được tông chủ. Đến võ trường, quả nhiên chỉ liếc mắt đã thấy hùng vô địch đang huấn luyện ma tu chỉ có điều phương pháp huấn luyện của hắn có hơi khó coi. Đứng nghiêm, đều cho lão tử, ngoan ngoãn đứng nghiêm, á. À. Á. À. Kêu, đều cho lão tử kêu to lên, đúng vậy, dùng sức, dùng sức nữa. Rất tốt, sắp không chịu nổi rồi à, đúng vậy, cố gắng thêm một chút nữa, á. À. Đẹp lắm, làm tốt lắm, chỉ nghe giọng nói, Trương Mạc có thể nghĩ ra 180 mấy cảnh tượng hấp dẫn. Nhưng cảnh tượng thực tế là một đám ma tu, từng đôi một đứng yên, sau đó điên cuồng tấn công đối thủ của mình, nhìn bộ dạng đó, không đánh chết thì không thể dừng. Ma nguyên tứ tán, quyền quyền đến thịt, máu tươi tung tóe. Nói thật, từ lâu đã nghe nói ma tu luyện thể tàn khốc hơn chính đạo, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là như vậy. Nếu một đệ tử của chính đạo rèn luyện cơ thể của mình, người đó sẽ thấy nhiều nhất là máu. Bộ não ở đây gần như sắp lộ ra rồi trương mạc thấy có một ma tu đầu đã bẹp dí thế mà vẫn còn đánh hắn không phải thi quỷ chứ trương mạc bước tới lập tức tất cả mọi người có mặt đều dừng lại tông chủ gặp qua tông chủ vốn dĩ hùng vô địch mặt mày dữ tợn đều chạy nhanh lại nói tông chủ sao người lại đến đây trương mạc cười nói xem thử thôi ngươi dạy rất tốt rất ít ma tu nào chịu dạy đệ tử không ngờ ngươi lại là người có tâm hùng vô địch đỏ mặt may là nhiều lông che mất cũng không nhìn thấy hắn đâu phải thích dạy đệ tử hắn là một thân sức lực không có chỗ phát tiết lấy cớ dạy đệ tử mỗi ngày đánh người chơi nhưng tông chủ đã nói như vậy đương nhiên hắn cũng không giải thích cho dù là ma tu thì cũng có thể cao thượng một lần chứ tông chủ khen quá rồi cũng chỉ là chuyện vặt thôi mà có hàng không khoe hết hạn vô hiệu hùng vô địch rõ ràng cũng là lão làng trong khoảng này trương mạc nói xong liền muốn đi thấy đánh nhau đúng là chẳng có gì thú vị vốn còn muốn xem hùng vô địch luyện ma công thế nào bây giờ nhìn lại luyện theo kiểu này thì đến chó cũng chẳng thèm luyện não của bổn tông chủ quý giá lắm đấy được rồi các ngươi tiếp tục luyện bổn tông chủ tiếp tục đi dạo vẫy tay trương mạc định rời đi nhưng lúc này hùng vô địch lại cười toe toét tông chủ đã đến đây rồi hay là cũng biểu diễn đôi chút đi để chúng ta cũng được chiêm ngưỡng ma luyện thể pháp của tông chủ một câu nói lập tức những ma tu khác đều lộ ra vẻ mặt khác thường mắt cũng sáng lên trương mạc hơi há miệng ý gì để bổn tông biểu diễn một chút sao thế chẳng phải là làm trò hề sao chết tiệt hùng vô địch ngươi dám hại bổn tông chủ sao hùng vô địch rõ ràng không nhận ra nguy hiểm vẫn nói tông chủ mọi người đều rất mong chờ đấy trương mạc nhất thời có chút bối rối mà lúc này, trong hư vô thần lệnh. Đạo ma vốn bất động, lúc này cũng trực tiếp động đậy. Trương đại ma đầu, ngươi muốn ra tay phải không? Bổn ma hôm nay nhất định phải khiến ngươi mất mặt một lần, một khúc gan đứt đoạn, chân trời tìm đâu tri kỷ, gạch bỏ. Trích từ chương 882, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Trương mạc nhìn sâu vào mắt hùng vô địch. Tên này rốt cuộc là vô tình hay cố ý, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm cẩn thận có ngày bổn tông chủ không vui sẽ cạo sạch lông trên người ngươi không cần cũng không sao chỉ là biểu diễn một chút có làm khó được bổn tông chủ không bổn tông chủ sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt biểu diễn một chút à được sẽ biểu diễn một chút luyện thể trước tiên phải chú trọng vào chữ luyện này chữ luyện này nói chung chính là luyện luyện đến chết đi sống lại tay còn chưa biểu diễn trương đại tông chủ đã cho mọi người một đoạn chỉ điểm cao thâm khó lường bên cạnh hùng vô địch nghe đến ngay người vừa rồi tông chủ nói gì vậy trương mạc vừa xắn tay áo vừa nói tiếp thứ hai là chữ thể này chữ thể này thì phải chú trọng rồi trước tiên ngươi phải ăn uống đầy đủ không được bỏ thịt thịt mỡ thịt nạc thịt lợn thịt bò thịt dê đều phải có tất cả các kiểu xào tráng nấu Chiên đều phải có. Cho nhiều dầu, cho thật nhiều dầu, rồi xào thật to lửa. Thêm gừng, tỏi, hành lá, quế, hồi nữa, mùi vị sẽ tuyệt vời ngay. Gọi là chuẩn vị, gọi là tuyệt vời, hùng vô địch và mọi người đều há hốc mồm. Tông chủ, người nói đây là thể sao? Đây là ăn mà, thấy mọi người đều nghe đến ngay người, trương mạc mới thu lại, tuyệt học, thao thao bất tuyệt của mình. Sau đó chuẩn bị bắt đầu. Bổn tông chủ sẽ biểu diễn một chút, nói xong liền đưa tay ra. Mọi người nhìn trương mặt với vẻ mặt kỳ lạ. Tông chủ có ý gì? Biểu diễn một chút, chẳng phải là đưa tay ra sao? Tông chủ, người đang đùa với chúng ta à? Trong hư vô thần lệnh, đạo ma đã bắt đầu sử dụng lực lượng còn lại của mình, chuẩn bị ra tay. Sau đây mời đạo ma tự giới thiệu. He he he, ta tên là đạo ma, không phải gà ma càng ghét ma gà hôm nay trương đại ma đầu dẫn ta đi tham quan một vòng thiên ma tông lập tức bổn tôn phát hiện tông môn này không bình thường là tông ma vô lại nhất mà bổn tôn từng thấy sự quản lý lỏng lẻo nhân viên lười biếng chưa từng thấy điều khiến ta khinh thường hơn nữa là ma tông này thực sự không cho phép trộm cắp ta khinh làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết bổn tôn khinh thường nhất loại tông ma như vậy đợi bổn tôn đoạt xá trương đại ma đầu xong nhất định phải cải tạo lại thiên ma tông này để nó quay trở lại chính đạo thậm chí còn có thuộc hạ dám ngoáy chân trước mặt tông chủ nếu bổn tôn làm tông chủ đã sớm chặt đứt cả hai chân của hắn tức chết bổn tôn rồi trương đại ma đầu quả nhiên là cực phẩm quản lý tông ma như vậy vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhất định là có giao dịch bất chính với chính đạo Bổn Tôn chỉ liếc mắt đã nhìn thấu sự giả dối của Trương Đại Ma đầu. Hắn không phải ma đạo, cũng không phải chính đạo. Hắn chính là một tên tạp chủng. Thậm chí còn có công pháp chính đạo trong người, ta ít, chỗ này lược bỏ một vạn chữ. Để bổn tôn điều chỉnh lại cảm xúc, kiềm chế cơn tức giận. Không sao, không sao, bổn tôn sẽ ra tay. Chỉ cần bổn tôn đoạt xá thành công, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Bổn Tôn sẽ dẫn những người này quay lại làm ma tu một cách đàng hoàng. Ha ha, cơ hội đã đến rồi. Trước mặt thuộc hạ, chỉ cần ra một chiêu nhỏ, hãy xem tuyệt học hư vô của Bổn Tôn. Đợi lát nữa, chỉ cần Trương Đại Ma đầu ra tay, Bổn Tôn sẽ lập tức rút hết lực lượng trên tay hắn. Ha ha, nếu không phải Bổn Tôn hiện tại gần như mất hết lực lượng. Nếu không thì chỉ cần chiêu nhỏ này, Bổn Tôn có thể chơi chết Trương Đại Ma đầu để hắn tự cảm thấy mình bị bệnh công pháp mình tu luyện có vấn đề đoán đi từ từ đoán đi cứ nghi ngờ bản thân đi ha 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 ôi trời trương đại ma đầu ngươi làm gì vậy ngươi lấy bổn tôn ra là có ý gì chết tiệt ngươi không định lấy bổn tôn ra để ra một chiêu nhỏ chứ quá xảo quyệt trương đại ma đầu trương mạc đưa tay ra thấy mọi người không phản ứng còn tưởng mọi người hơi sợ cũng phải uy danh của bổn tông chủ lừng lẫy, thuộc hạ tiểu ma tu nào dám thực sự động thủ với bổn tông chủ. Thôi, lấy chút lợi ích ra, dụ dỗ những tiểu ma tu này. Trương Mạc thò tay vào trong áo, từng chút một chút hư vô lệnh bài ra. Hít nhẹ một hơi, mùi vị cũng tạm, không quá nồng. Nói lớn, Trương Mạc nói thế này đi, bổn tông chủ cầm lệnh bài đứng ở đây. Ai lấy được lệnh bài từ tay bổn tông chủ, ta sẽ tặng cho người đó nghe vậy ngay cả mắt của hùng vô địch cũng sáng lên tông chủ lời ngươi nói có tính không hùng vô địch kinh hô người khác không nhận ra nhưng hắn lại nhận ra lệnh bài này thần bảo hư cảnh thực sự tất nhiên là tính trương mạc mỉm cười chỉ bằng các ngươi còn muốn lấy đồ từ tay bổn tông chủ chẳng phải là nói nhảm sao đến đi xem bổn tông chủ bất động như sơn trương mạc giữ tư thế tốt đứng với lệnh bài trong tay và kích hoạt chiêu cuối của mình. Bản tông chủ xưa nay luôn yêu quý thuộc hạ. Chẳng hạn, ai muốn ăn phân thay bản tông chủ. Bản tông chủ sẽ sẵn sàng cho hắn ăn phân. Vỗ tay. Trích từ chương 4637, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Ta đến, nghe nói tông chủ còn thưởng, đám ma tu không sợ chết này, sao có thể không tích cực tham gia. Đầu tiên, một ma tu nắm lấy đầu kia của lệnh bài sau đó bắt đầu dùng sức đáng tiếc cho dù hắn có dùng hết sức bú sữa cũng không thể lay chuyển được chút nào cho dù hắn ăn sữa của ai cũng vô dụng kế tiếp trương mạc bình tĩnh nói lại thêm một ma tu vẫn là tình huống như vậy hùng vô địch kinh ngạc tông chủ quả là con bê vào chuồng voi quá lợi hại ma nguyên không hề nhúc nhích thực sự chỉ dựa vào lực lượng trên tay vậy mà lại khiến hai ma tu có tu vi khá cũng không thể lay chuyển được chút nào. Quá mạnh rồi, Hùng vô địch tự hỏi lực lượng thân thể của mình, chắc chắn không làm được. Tiếp theo, liên tiếp hai ba lần sau đó, các ma tu có mặt đều phục, ngay cả không biết khi nào, các ma tu vây xem trong và ngoài võ trường đều lần lượt tháng phục. Lực lượng thân thể của tông chủ thật đáng sợ. Ma nguyên mạnh, tu vi cao cũng được, thân thể cũng mạnh như vậy quả nhiên là đại ma tu hàng đầu. Trong đám người có một số người có ác ý nhìn thấy Trương Mạc hành xử như vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Còn làm cái quái gì nữa vậy? Trương đại ma đầu quả nhiên là không có điểm yếu nào. Cảm thấy ra vẻ cũng gần đủ rồi, Trương Mạc Đạo được rồi, đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của bổn tông chủ chưa? Một đám ma tu lần lượt cuối người hành lễ tông chủ thiên hạ vô địch, từng, mỗi ngày ra vẻ một chút, ngày nào cũng vui vẻ. Trương Mạc đang định thu lại bất động như sơn, thì đột nhiên trước mắt lóe lên, một bóng đen chạy đến. Trương ca, để ta thử xem nào, Trương Mạc nhìn kỹ, sao Sương Ni Nhi cũng chạy đến rồi. Còn chưa kịp ngăn cản, Sương Ni Nhi đã trực tiếp nắm lấy lệnh bài, bắt đầu dùng sức. Hự, sau đó thấy mặt đất dưới chân Sương Ni Nhi vỡ vụn. Bên cạnh, Hùng Vô Địch vỗ tay nói giỏi quá, phúc muội, người mới đến một ngày mà đã ngưng tụ được ma nguyên rồi, lực lượng tăng vọt trương mạc nghe xong thì tròng mắt trung lên ngưng tụ trong một ngày lực lượng tăng vọt chết tiệt ngươi mới thực sự là ma tu bẩm sinh lúc này bên trong hư vô thần lệnh đạo ma chỉ có một giọng nói á chết mất chết mất chết mất sắp đứt rồi khuôn mặt của xương ni nhi dần trở nên méo mó gân xanh nổi lên trên trán trái tim nhỏ bé của trương mạc cũng rung theo hắn mở bất động như sơn, nhưng rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu hơi đau. Cái quái gì thế này, lực lượng có thể xuyên qua lệnh bài khiến lòng bàn tay hắn bắt đầu đau, rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Ước chừng nếu hắn không mở bất động như sơn, Sương Ni Nhi có thể xoắn hắn cùng với lệnh bài thành bánh xoắn. May là Sương Ni Nhi cũng không kiên trì được bao lâu, liền buông lỏng lực lượng, kinh ngạc nói Trương Ca, ngươi lợi hại quá. Trương Mạc thì trong lòng cảm thán, không phải bản tông chủ lợi hại. Là ngươi lợi hại. Ngươi quả thực là ra ngoài mua 100 cân thịt bò, 99 cân đều là lợi hại. Lui ra đi, luyện tập chăm chỉ. Ta rất xem trọng ngươi, trương mạc chỉ có thể nói như vậy. Nếu Sương Ni Nhi có thể ngưng tụ ma nguyên trong một ngày, vậy thì tư chất của cô ta là cấp bậc gì, ít nhất cũng là nhất đẳng, chẳng lẽ còn có thể là vô thượng? đang suy nghĩ, thì tên hùng vô địch này lại chạy đến. Tông chủ, ta cũng đến thử xem sao, nói rồi đưa ra bàn tay đầy lông lá. Trương Mạc lập tức muốn ngăn cản hắn ta, chết tiệt, ngươi chơi thật với bản tông chủ sao, đáng tiếc, Hùng vô địch không cho hắn cơ hội để nói. Sấm sét lóe lên, Hùng vô địch bắt đầu cướp lệnh bài. Trương Mạc vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ thấy ngón tay bắt đầu đau. Nhưng ngay sau đó, hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng trên rỉ. Tiếng gì thế, ảo giác à? chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hùng vô địch đã kéo căng lực lượng của mình lực lượng của mang thần nắm đấm của người khổng lồ tông chủ xin chỉ giáo trương mạc nghe hắn mở chiêu cuối chỉ muốn chửi bới mang thần cái đầu nhà ngươi ngay sau đó trương mạc vẫn đứng im chỉ có hư vô lệnh bài phát ra tiếng kêu rắc rắc tiếp đến hư vô lệnh bài như sợi mì bị kéo dài ra ngay lập tức ách trương mạc nhìn ngay người Hùng vô địch cũng vậy. Một lát sau, Hùng vô địch nói Tông chủ, ta không làm hỏng lệnh bài đó chứ, Trương Mạc giải trừ bất động như sơn, sau đó quan sát kỹ lưỡng rồi nói, không giống lắm, giống như ngươi đã giúp bổn Tông chủ tìm ra một trong những khả năng của nó vậy. Tình cảm có thể dùng như vậy sao? Thật sao? Hùng vô địch lúc này mới phản ứng lại, sau đó liên tục khen ngợi. Lệnh bài có thể dài ra. Có chút thú vị đấy trương mạc thử nghiệm một chút hình như còn có thể ấn lại được có thể ngắn có thể dài đồ tốt các nam tu sĩ thích nhất loại bảo vật như thế này thử nghiệm thêm một lần nữa trương mạc rút kinh nghiệm từ chiếc gương xem thử có thể điều khiển bằng giọng nói được không dài ngắn mềm cứng liên tục gọi bốn tiếng hư vô lệnh bài thực sự thay đổi theo trương mạc lập tức vui mừng đây mới là bảo vật tốt còn có thể mềm có thể cứng thế này lại thành bảo vật mà các nữ tu sĩ thích nhất rồi làm tốt lắm làm tốt lắm trương mạc vỗ vai hùng vô địch không ngờ đi ra ngoài một vòng lại có thu hoạch ngoài ý muốn nên làm nên làm hùng vô địch lau mồ hôi trên trán nói thật lúc nãy nghe thấy tiếng lệnh bài kêu rắc rắc hắn suýt nữa thì tè ra quần nếu làm hỏng hư vô lệnh bài của tông chủ e rằng tông chủ có thể lột da hắn sống rồi ăn tươi nuốt sống sau khi hùng vô địch đến thiên ma tông hắn đã tìm hiểu kỹ về sự tích của tông chủ nào là thông vệ ma cồn nào là ăn sống sắt đá nào là nổ chết tiểu nhân biến thành bình đựng khổng lồ các kiểu thực sự dọa hắn không nhẹ đặc biệt là khi biết tông chủ còn thích ăn thịt người sống hùng vô địch còn có chút sợ hãi đừng nhìn tông chủ phần lớn thời gian đều hiền từ nhưng ma đầu thì vẫn là ma đầu hãy nghĩ đến kết cục của lục cửu mệnh nguyệt ma kim một bạch tà tâm ai mà cho rằng trương đại tông chủ sẽ không ăn thịt người thì mới là ngu ngốc được rồi các ngươi bận đi bổn tông chủ tự đi trước một bước còn chưa ăn sáng tiểu tử kia đâu rồi chạy đi đâu vậy trương mạc nhìn trái nhìn phải hắn nhớ mình đã dặn một thằng nhóc bảo hắn đi làm bữa sáng cho bổn tông chủ mà sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu nhỉ hùng vô địch nghe lời trương mạc nói trong lòng thầm nghĩ xem này xem này tông chủ đã chọn xong món ngon rồi tiểu tử đáng thương sợ là chạy không thoát được bao xa sẽ bị tông chủ ăn sống mất thôi thu lệnh bài trương mặt khoanh tay sau lưng ung dung rời đi trương đại tông chủ hôm nay đã để lộ một chút bản lĩnh đủ để làm chấn động toàn bộ ma tu của thiên ma tông trưởng lão hùng vô địch đã tung cả tuyệt chiêu ra nhưng vẫn không thể lay động tông chủ mảy may từ đầu đến cuối tông chủ thậm chí còn không có ý định động đến ma nguyên. Đây chính là khoảng cách. Mặc dù đã sớm biết tông chủ tu vi cao thâm, cảnh giới thông huyền. Nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy, những gì mình thấy hôm nay khiến họ hiểu sâu sắc rằng, danh bất hư truyền, ma đầu xếp hạng cao trên bản toàn là quái vật. Có mấy kẻ có ý đồ bất chính, đều bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Xem ra nơi thiên ma tông này, đúng là không thể ở lâu được mau viết thư cho các đại lão phía sau, nói rõ tình hình, rồi chuồn lẹ. Trương đại ma đầu của thiên ma tông, đúng là quá đáng sợ. Hùng vô địch vẫn luôn nhìn trương mặt trời đi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Những ý nghĩ nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng, giờ đã hoàn toàn tan biến. Phục, không chỉ tâm phục khẩu phục, mà ngay cả thân xác cũng phục luôn. Ban đầu chỉ thấy tông chủ tu vi cao, còn khá gian xảo. Bây giờ xem ra, người ta ở mọi phương diện đều mạnh hơn mình ngay cả ma thân mà mình tự hào nhất trước mặt tông chủ cũng chẳng là cái thá gì vì vậy nhìn lại bây giờ lúc trước tông chủ có thể để mình hiến hồn giữ lại một mạng sống quả thực là vô cùng độ lượng quả đúng là cảnh giới cao quay đầu lại hùng vô địch nói các ngươi thấy chưa đây mới thực sự là ma thân cứ luyện tập chăm chỉ sau này các ngươi có thể đạt đến cảnh giới của tông chủ coi như là học có thành tựu. Vâng. Hùng gia, đám ma tu chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, sau khi chứng kiến cuộc giao thủ của những cao thủ đỉnh cao thực sự, bọn họ mới biết được sự yếu kém của mình. Xem ra vẫn phải luyện tập, chỉ cần không luyện đến chết là được. Với cảnh giới hiện tại của tông chủ, năm xưa chắc chắn phải luyện tập tàn khốc hơn nhiều. Có lẽ là gian khổ và đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Trên đời này luôn luôn là một nắng hai sương. Tông chủ chắc chắn cũng phải luyện tập đến chết đi sống lại, mới có được năng lực như ngày hôm nay. Thật là truyền cảm hứng. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Trong mắt Sương Ni Nhi cũng bùng cháy ngọn lửa, Trương ca thật là quá mạnh mẽ, ta yêu Trương ca. Lúc này, Hùng vô địch đi đến bên Sương Ni Nhi nói Phúc muội đứng ngay ra đó làm gì, cùng luyện tập đi. Muốn ta giúp một tay không, Sương Ni Nhi gật đầu mạnh mẽ được, Hùng gia, chúng ta cùng luyện tập. Mong Hùng gia chỉ giáo nhiều hơn. Không vấn đề, khóe miệng Hùng vô địch nở nụ cười, không phải là đã tìm được bao các bằng thịt người tốt rồi sao? Chỉ có điều Hùng vô địch lúc này không biết rằng, bây giờ hắn cười tươi thế nào thì sau này sẽ khóc thảm hại bấy nhiêu. Thời gian luôn khiến người ta trưởng thành, nhưng lại không chỉ ra phương hướng. Nhìn cái tên này, cái đáng lớn thì không lớn, cái không đáng lớn lại mọc lung tung. Trên đây là lời chỉ trích nghiêm khắc của bản tôn chủ đối với trang bìa của bộ sưu tập 10 mỹ nhân mới nhất. Con ngựa cái này, dựa vào đâu mà lên trang bìa? Không có gì nổi bật cả, thật đáng tiếc. Trích từ chương 6193, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Đêm khuya, vạn vật đều tĩnh lặng. Phủ quận thủ cũng trở nên yên tĩnh, không phải vì ma tu đều đã ngủ say. Chỉ vì, ai dám làm phiền tông chủ nghỉ ngơi, ngày mai có khả năng sẽ biến thành một món ăn. Trong hư vô thần lệnh, đạo ma lại một lần nữa hoạt động. Ta là đạo ma, trước tiên, trương đại ma đầu, ta vẫn ít ngươi. Bỏ qua 10 vạn chữ ở đây. Hôm nay, bản tôn thực sự suýt chết. Nếu không phải bản tôn vào thời khắc cuối cùng, dứt khoát buông lỏng khả năng co duỗi của hư vô thần lệnh. Bản tôn thực sự đã bị con gấu ngốc đó xé nát. Thang ôi, bản tôn vốn định chỉnh đốn trương đại ma đầu. Kết quả là suýt bị trương đại ma đầu chỉnh chết. Bản tôn hiện tại rất nghi ngờ, trương đại ma đầu có nhận ra sự tồn tại của bản tôn hay không. Dù sao thì khi bản tôn gào thét thảm thiết, hình như giọng hơi to. Nhưng không còn cách nào khác, ngươi bị kéo, ngươi cũng phải hét, hiện tại may là trương đại ma đầu vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng bản tôn đã nhận ra nguy hiểm. Do đó, đêm nay có thể là cơ hội cuối cùng để bản tôn lật ngược tình thế. Bản tôn đã từ bỏ việc ẩn núp và hồi phục. Đêm nay phải liều mạng, cố gắng hạ gục trương đại ma đầu này. Tốt lắm, hiện tại trương đại ma đầu đã ngủ say. Nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của hắn, tư thế tứ chi gian rộng, quả thực là thời cơ tuyệt vời của bản tôn. Hơn nữa, trương đại ma đầu không giống như tên đại hán kia. Tên đại hán kia ngủ say, thậm chí còn không mơ, ngủ say như chết nhưng trương đại ma đầu vẫn lẩm bẩm hiển nhiên là mơ không ít nhưng hắn lẩm bẩm về nguyệt ma là ai tại sao lại cưỡi lên mặt hắn mà làm hai người họ hẳn là rất thân nhau nhỉ thôi kệ thời cơ không đợi người mất không trở lại xem bản tôn pháp môn mộng hành bản tôn sẽ tìm ra thứ mà trương đại ma đầu sợ hãi nhất trong thâm tâm sau đó để nó tràn ngập giấc mơ phá vỡ ý thức rồi trong giấc ngủ tiếp quản ý thức của hắn tất nhiên nếu thất bại bản tôn vẫn còn cách cứu chữa đó chính là đợi đến khi ý thức của hắn hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm giữ nhưng vẫn chưa sụp đổ bản tôn như thần linh xuất hiện rồi cứu hắn đã từng xem tiểu thuyết chưa đã từng xem hí kịch chưa đã từng nghe kể chuyện chưa câu chuyện truyền kỳ về ông lão trong chiếc nhẫn truyền công pháp nhận ngươi làm đồ đệ ngươi biết không đúng vậy bản tôn sẽ trở thành ông lão của trương đại ma đầu hắn để hắn quỳ lạy ta để hắn thần phục ta cuối cùng bản tôn sẽ từ từ cướp đi mọi thứ của hắn thật là một kế hoạch hoàn hảo bắt đầu mộng hành chết tiệt trong thâm tâm của trương đại ma đầu có khá nhiều thứ thật bất ngờ khi không có phòng thủ nào cả ha 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 hôm nay trương đại ma đầu ngươi chết chắc rồi đây là thứ gì vậy á à. trương đại ma đầu ngươi lại lừa ta chết tiệt chết tiệt chết tiệt Trương Mạc ngủ say như chết, giấc mơ đêm nay đặc biệt đẹp. Viết thành truyện thì phải là như vậy. Trương Đại Tông chủ đánh bại Nguyệt Ma, cưỡi mặt tấn công. Chỉ cần mức độ hấp dẫn của giấc mơ này, chỉ cần Trương Mạc tỉnh dậy vào ngày mai vẫn có thể nhớ được, thì chắc chắn phải gọi Lão Lý đến, tìm người viết truyện hay nhất của hỗn nguyên báo, viết ba bài, đảm bảo bán hết sạch. Đáng tiếc, mộng đẹp luôn ngắn ngủi. Tiếp theo, cảnh trong mơ bắt đầu trở nên kỳ lạ những giấc mơ tiếp theo bắt đầu trở nên kỳ lạ người que giống như có người cố tình lục lọi nội tâm của hắn bản thân trương mạc cũng bắt đầu xem lại những ký ức không thể nhìn thẳng vào trong mơ đến cảnh trong mơ này trương mạc tiến lên đá một phát khiến bản thân ngã nhào sau đó lớn tiếng mắng đồ ngu sẽ lên báo đấy đồ ngu ngay sau đó cảnh trong mơ lại thay đổi lại đến tiểu thánh huyện cuộc đối thoại của hắn với vân phiến công tử một lần nữa nghe vân phiến công tử nói ra ba chữ, không quan trọng. Trương Mạc lập tức tác cho hai người họ. Chính là ngươi, hại bổn tông chủ thành công như vậy, ngày nào đó nếu bổn tông chủ không chết tử tế, trước tiên sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Tiếp theo nữa là ký ức Trương Mạc bị đám người triệu tàng đưa lên thiên ma tông. Lúc đó, Trương Mạc ngồi sổn trên bờ ruộng, nói thật là có chút không dám nhớ lại. Sau đó tiếp tục, thì là Trương Mạc ngồi trên xe, lén mở rèm xe nhìn cảnh nhà mình đang bày tiệc hắn từ đầu đến cuối cũng không xuống xe thậm chí không ra mặt trương mặt nhìn bản thân trong xe ngựa ý thức cũng theo đó thở dài hắn cũng không biết quyết định của mình có đúng không nhưng đã quyết định rồi thì phải tiến về phía trước dù có phải quỳ gối cũng phải bước tiếp hôm nay bản tông chủ tiếp tục chia sẻ cảm nhận khi đọc sách ví dụ như ngu công dời núi này bài này quá kinh điển nó đã giải thích đầy đủ. Bất kể gặp phải khó khăn gì. Một câu nói ở trên còn hữu ích hơn tám đời của ngươi. Trích từ chương 6.205, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Cảnh trong mơ lại thay đổi, lần này thậm chí không còn hình ảnh nữa. Chỉ còn lại từng khuôn mặt giữ tận thoáng qua. Mộ thần tinh, sở nhiễm, ẩn, nguyệt ma. Ý thức của trương mặt đột nhiên phản ứng lại không phải là những người để lại cho hắn dấu truy hồn ấn và lời nguyền sao tại sao lúc này họ lại xuất hiện trong mơ ai đang xem trộn giấc mơ của ta có người đang tìm rắc rối với bổn tông chủ sao lúc này ý thức của trương mạc đã gần tỉnh rồi trong giấc mơ lông mày cũng nhíu chặt theo nhưng hắn vẫn không tỉnh chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào theo tiếp tục tiến về phía trước trong giấc mơ của trương mạc bắt đầu xuất hiện hình ảnh hắn bị đánh đập cha mẹ thời thơ ấu thầy giáo ở trường tư thục vân vân những ký ức đau đớn dường như bắt đầu quay trở lại từng chút một thậm chí bao gồm cả cảm giác cơ thể bị khoét rỗng sau mỗi lần hiến tế cảnh trong mơ lại chuyển đổi lần này lại bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng giả tạo kỳ lạ bao gồm dương sở giơ tay quỷ ra định bóc chết hắn lão lý cầm thuốc và giao định giết hắn lão cẩu há miệng định ăn thịt hắn lại ném hắn lên không trung sau đó cắt thành từng đây là những cảnh tượng mà sâu thẳm trong lòng hắn sợ hãi khi chúng xuất hiện bây giờ chúng lại lần lượt hiện ra ý thức của trương mạc dường như bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi những lớp lớp giấc mơ chồng chất này rồi tỉnh dậy nhưng thật đáng tiếc vùng vẫy vô dụng hắn bị buộc phải đi đến nơi sâu thẳm nhất ở đó có những thứ mà trương mạc cả đời này không muốn nhìn thấy nữa chỉ cần nghĩ đến thôi là đã vô cùng sợ hãi đừng mở ra đừng mở ra, ý thức của Trương Mạc cũng bắt đầu gào thét, nhưng rõ ràng có một số kẻ muốn tìm chết, hắn ta không nghe thấy. Cuối cùng, giống như đã mở ra một cánh cửa khổng lồ. Thứ mà Trương Mạc sợ hãi nhất từ trước đến nay, xuất hiện trong giấc mơ. Đó là một đôi mắt, đôi mắt của ma thần, chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân Trương Mạc trung lên, rồi đột ngột tỉnh giấc. Chết tiệt, Trương Mạc sờ mặt mình, rồi nhìn quanh, miệng lẩm bẩm mẹ kiếp ma thần, ta chỉ nằm mơ thôi mà ngươi cũng dọa ta chết đi cho rồi lẩm bẩm một hồi trương mạc lại ngủ tiếp nhưng điều mà hắn không để ý đến là hư vô lệnh bài mà hắn đặt sang một bên lúc này đã bốc lên khói trắng còn bên trong có một tàn hồn tả tơi suýt bị ma thần trừng mắt chết trương đại ma đầu ngươi đáng chết mười ngày sau giao thừa là vào đêm nay cả quận thành đã trở nên náo nhiệt pháo hoa phá tan năm cũ đèn lồng đỏ thắp sáng quận thành. Lũ ma binh bên dưới bận rộn không ngừng, kể cả dương sở cũng bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Nhưng Trương Đại Tông Chủ vẫn bình tĩnh, sắp nhàn rỗi đến mức muốn đánh rắm. Trong thời gian này, Trương Đại Tông Chủ sống rất nhàn nhã, cảm thấy thịt mỡ lại tăng thêm hai cân. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, ngày mai có thịt thì ngày mai béo. Quân tử không béo thì không uy. Ý là, quân tử nếu không béo không có mở thì người ta sẽ thấy ngươi không có uy nghiêm. Gần đây, Trương Đại tông chủ chỉ nghiên cứu một việc, đó chính là cách sử dụng hư vô thần lệnh. Cũng không biết tại sao, cảm giác một ngày nào đó thức dậy, hư vô thần lệnh bỗng nhiên hữu dụng hơn rất nhiều. Đột nhiên nó cho Trương Đại tông chủ thấy đủ loại năng lực. Trong đó bao gồm biến hình, có thể to có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, có thể mềm có thể cứng còn có cường thân, nâng cao tư chất, cường hóa nguyên khí. Tiếp theo còn có thanh thần, chỉ cần mang theo nó, sẽ không cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, tùy tâm, sau khi truyền nguyên khí vào, có thể tùy ý điều khiển, không cần nói cũng được, không hổ là hư cảnh thần bảo. Chỉ những năng lực đã hiểu rõ này thôi cũng đủ thể hiện giá trị của nó. Quan trọng hơn, Trương Mạc trong một lần thử nghiệm tình cờ, còn phát hiện ra một năng lực đặc biệt lợi hại của nó trương mạc gọi nó là che khổng lồ nghe tên là biết năng lực này đáng sợ thế nào nói một cách cẩn thận tác dụng đại khái là trương mạc phát hiện ra rằng khi mình dùng tháo giác hư vô thần lệnh cũng không bị nổ mà nó lại có thể biến lớn biến nhỏ cho nên trương mạc dùng sợi dây nhỏ và dai buộc nó vào bụng dưới đảm bảo sẽ không bị luồng khí tháo giáp cuốn đi tiếp theo nó có thể hơi to ra một chút giúp trương mạc che đi những chỗ không nên lộ ra hoàn hảo trương mạc cảm thấy đây mới là công dụng lớn nhất của lệnh bài này mặc dù chỉ có thể che một hướng nhưng đã giúp trương mạc giải quyết vấn đề rất lớn rồi tông chủ cùng với một tiếng gọi lão cẩu nhanh chân chạy vào phòng ngủ của trương mạc trương đại tông chủ đã sớm không ưa cách làm như vậy của họ không có phép tắt gì cả trước đây còn gõ cửa giờ thì trực tiếp xông vào đốt ăn lệnh của bổn tông chủ này lấy hư vô thần lệnh từ trong quần ra trương mạc đối diện với lão cẩu quát lớn dài ra hư vô thần lệnh lập tức dài ra trực tiếp chặn trước ngực lão cẩu ách lão cẩu nhìn thần lệnh lại nhìn trương mạc vẻ mặt bất đắc dĩ nói tông chủ cứ thích chơi trò này chẳng có gì thú vị cả trương mạc giơ thần lệnh lên định cho lão cẩu một cái tác thật đau lão cẩu lập tức đổi giọng nhưng tông chủ vui là được trương mạc lúc này mới thu hồi thần lệnh lại nhét vào trong quần làm gì vậy ồn ào quá tối nay không phải là tiệc sao sao thế có người ăn trộm thịt hết rồi à lão lý đâu sao mấy ngày nay không thấy hắn nghe tông chủ nhắc đến lão lý lão cẩu bỗng nở nụ cười khác thường nói tông chủ ngài còn chưa biết sao lý đại trưởng lão gần đây bị bệnh hậu môn bệnh gì cơ hắn lại mắc bệnh gì nữa rồi sao vẫn chưa chết vì bệnh chứ, trương mạc cao mày nói. Lão cẩu cười ha hả nói không phải bệnh, là thương. Chẳng phải trước đây lý trưởng lão hẹn diệu trưởng lão đến phủ làm khách sao? Sau đó thì... Trương mạc nhướng mày, nói, thế thì sao? Ngươi cứ nói thẳng đi. Lão cẩu gật đầu nói được, được, công chủ, ngài hiểu biết bao nhiêu về diệu ly. Có phải cũng chỉ biết một mà không biết hai không? Trương mặt trừng mắt nói giải thích thế nào, lão cẩu chậm rãi nói chính là biết cô ta là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng lại không biết cô ta còn có một cái hai to đùng nữa hai trương mạc cuối cùng cũng phản ứng lại sau đó đôi mắt dần mở to lộ ra vẻ khó tin ý ngươi là cô ta trông giống như một mỹ nhân thực tế lại là một đứa con hoang lão cẩu nhất thời không hiểu trương mạc học được phương ngữ từ đâu nhưng đại khái hiểu được ý của trương mạc liên tục gật đầu ngay lập tức trương mặt hít một hơi thật sâu ôi trời may mà tông chủ ta tự trọng lão lý thì không được nhìn xem chịu thiệt rồi phải không tu vi cũng không bằng người ta quả nhiên là chưa chắc ai trên ai dưới lão cẩu cười nói nhất định nhất định bây giờ tình hình rất rõ ràng chính là lão lý bị chơi rồi gào khóc trong phủ mấy ngày nằm trên giường hét lên rằng hô cái gì đa tình từ xưa không dư hận ngựa qua sơn kinh cúc mới vàng trương mặt lười nghe liên tục xua tay cảnh tượng đó chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ thật tàn nhẫn quá tàn nhẫn sau này lão lý hẳn sẽ phải kiềm chế hơn nhiều ôi quả báo đây nói đi ngươi có chuyện gì cuối cùng thì chủ đề cũng quay trở lại lão cẩu lập tức nở nụ cười nói chuyện đại hỷ tông chủ ngài còn nhớ lần trước đại quân của nguyên môn và hồn tông đều tụ tập ở tử chiến lĩnh không Trương Mạc suy nghĩ kỹ rồi nói có chút ấn tượng. Sao vậy? Đánh nhau rồi sao? Lão cẩu lập tức lấy ra bản báo cáo tình báo đúng vậy, xảy ra đánh nhau lớn, lần này là chết thật, song phương đều không có ý định dừng lại, đánh nhau hôn thiên ám địa. Số người chết và bị thương không đếm xuể, ngự lâm quân của triều đình đều đã ra trận, bốn vị tướng quân, toàn quân bị tiêu diệt. Trưởng lão Hỏa Vân của Nguyên Môn, trưởng lão Cung Ý, trưởng lão Giang Lưu đều đã ra trận. Ba vị ma tôn của Hồng Tông cũng đều ra tay. Hiện tại thắng bại vẫn chưa phân định, sống chết chưa biết. Nhưng theo tin tức mà Hắc Bào đưa về, bất kể bên nào thắng, e rằng đều là thắng thảm. Trương Mạc nghe vậy liền đứng dậy, tiếp nhận tình báo xem xét cẩn thận, không dám bỏ sót một chữ nào. "Tốt, tốt, tốt." Nói ba tiếng tốt liên tiếp, ánh mắt Trương Mạc lóe lên nói cả hai bên cùng thua, cùng chết, lão cẩu cười nói rất có thể đánh đến mức này, cả hai bên đều không thể dễ dàng dừng tay nữa. Theo ta thấy, sau khi năm mới, e rằng sẽ là trận chiến quyết định. Ôi chào, tông chủ, chúng ta có muốn tham gia không, cảm thấy có khả năng đắc lợi không, có sao, lão cậu cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, nhưng trương mạc lại trực tiếp đáp không đi, cứ để chúng đánh nhau. Tốt nhất là đánh nhau tan nát não. Tông chủ của Hồng Tông thì sao, đã xuất quan chưa, lão cậu nói cho dù không xuất quan, e rằng cũng không ngồi yên được. Tông chủ, chúng ta thực sự không làm gì sao, trương mặt suy nghĩ rồi đáp làm, tất nhiên là phải làm. Bây giờ ngươi lập tức cử người mang những thứ mà viên thịt mang về sắp xếp lại cho ta. Cố gắng tìm hiểu về đá quý và màn sáng, hiểu rồi thì làm cho ta một mẻ, mang đến tử chiến lĩnh. Ý gì? Tông chủ, ngài không định xem đại chiến chứ, lão cẩu cũng hơi ngẩn người trước ý tưởng của trương mạc. trương mạc nói không được sao? là không làm được, hay là có phiền phức gì? hừ, bổn tông chủ không cần biết, nhất định phải hoàn thành cho ta. lão cẩu nghe vậy liền đáp ứng, lập tức cúi người.